Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là địa phận xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giới thiệu với quý vị một lô đất cực kỳ đẹp luôn. Ở góc hai mặt đường, một mặt đường bê tông này. Đây đường bê tông mới trải. Đây. Tức là lô đất này. Sâu xuống khoảng 80 mét. Chiều sâu này khoảng bao nhiêu mét nhỉ? 23, 24 mét thôi hả? 23, 24 mét thôi. Nhưng mà một mặt đường nhựa này. Đường nhựa này khoảng 80 mét. Ở dưới này còn có cái ao nữa. Diện tích cái lô đất này là 3x6 quý vị nhé. 3x6. Vuông vắn luôn à. Tức là cái mặt đường nhựa này kéo dài thẳng xuống dưới kia đúng không? Là thành 80 mét đúng không? Còn chiều sâu ở kia là khoảng 3. Có 30 mét thôi á. Nước sâu xuống này hơn 100 mét à, 3x6. Đợi lại, nó sẽ ăn theo cái mặt đường nhựa này và chạy thẳng xuống. Của mình đang trồng tiêu. Chỗ này giáp ranh đây đúng không? Trồng tiêu. Đang có ao ở dưới này nữa xem sao. Đất đai ở đây rất là màu mỡ này, tươi xốp này. Và nói chung bằng phẳng nữa. Hai mặt tiền nữa, quá đẹp. Đất này vuông vức nữa. Vuông vức. Xem có cái ao ở đây là như thế nào đây. Chắc dưới này à, chắc dưới này có cái ao để lấy nước mà. Đây. Ao để lấy nước tưới. Nhỏ thôi. Này giáp danh nhà người ta đây quý vị này. Rồi sơ bộ với quý vị, vị trí như vậy. Đường nhựa rất là đẹp. Đường phẳng lì luôn. À, đo được cái chiều bên chỗ đường bê tông là bao nhiêu mét? 26 mét thôi. 26 mét. Rẽ xuống chút dưới kia. Rồi có thấy cái ao nhỏ rồi. Ao để lấy nước thôi. Lấy nước tưới. Rồi 3x6. 3x6 gọi là giá 1,650 tỷ quý vị nhé. Cái này chạy thẳng này ra cái đường, với đường gọi đường gì nhỉ? À, đường 765. Đường 765 chạy lên một đoạn. Cây số. Khoảng cây số là đến đường 765. Thuộc xã Bình Trung quý vị nhé. Trung tâm xã Bình Trung luôn. Này làm nhà vườn ở đây thì quá đẹp. 1,5 tỷ. À, thêm một khoảng 1,5 tỷ nữa. Thành một căn nhà khoảng cỡ hơn 3 tỷ gì đấy thì quá đẹp luôn. 1,650 tỷ quý vị nhé. Cho cái 3x6. Quý vị thêm khoảng 1,5 tỷ nữa thì quá đẹp. Làm nhà 1,5 tỷ. Rồi, xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau. Này, hai mặt tiền này, đất của mình.
thẳng đây đi vào khoảng cỡ hơn 100 mét nữa. À, chiều cái mặt bê tông vừa nãy chỉ có khoảng hơn 25 mét thôi, 20 mét thôi. Rồi xin chào quý vị, hẹn gặp lại.